Dạ, em xin chào anh chị. Hôm nay em mời anh chị cùng ngắm và kiểm tra xem cái cây mà Monstera Esculeator của em. Em cắt tinh cách đây tầm 1 tháng rưỡi á. Thì hôm nay nó như thế nào rồi? Đây, đây là một cái cây nhỏ em cắt cùng đợt. Thì đây là cái phần gốc của nó. Phần gốc của nó còn để lại, chậu này khá là nhỏ thì nó đã lên được một cái ngọn như thế này, chuẩn bị bung ra lá cùng một thời gian, nhưng mà cây này thì có vẻ yếu hơn bởi vì rễ nó ít hơn anh chị. Còn ở một cái cây lớn hơn thì đây, đây là cái phần ngọn của nó, phần ngọn của nó lá hiện tại lúc mà em cắt thì nó đây, cái lá lớn nhất là lá này 20, lá lớn nhất của nó tầm 40 phân, rất là to luôn. Một chiếc chầu bà lá lỗ rách đã lỗ rồi còn rách nữa. Thì sau khi cắt thì cái ngọn nó em trồng lại vào một cái trụ khác thì lá của nó đào sai, ngọn nó khá là ít rễ, lá của nó đào đào sai còn lại khoảng 30 phân à. Đây, theo nhận định của em thì cái lá lỗ này nó không có được căng lắm, khi mà lớn lên thì nó cứ rủ 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 xuống. Anh chị nào chơi cái này cũng biết, nhìn nó cũng không bắt mắt lắm. Cái Esculeator này nó chỉ được cái là nó to thôi anh chị, lá của nó nếu mà sai úp sai mà trồng tốt lá nó rất to, nhìn rất là sướng mắt thôi chứ nó không có được căng. Đây, đây là chiếc lá nhỏ của nó, lá nhỏ của nó thì nó căng, càng to thì nó càng bị rũ xuống hai bên. Còn đây là cái phần gốc khi em cắt ra thì tầm 1 tháng rưỡi thì nó được như này anh chị nè. Đây là cái gốc của nó lên lên chỗ này, em để cái gốc nó 4 mắt nhiều quá. Nói chung là em để một khúc gốc đây thì gốc này nó lên được bốn cái ba cái mắt này, bốn cái mắt mắt này thì nó chai, nó không lên nổi bởi vì nó lên 3 mắt này em thấy khá là nhiều rồi. Lá này, lá hiện tại của nó được 20 phân rồi á, ghê không? Bởi vì nó ra là nó to liền, nó rễ nó khỏe anh chị. Đây, đây cái lá này đã lên tới lá thứ hai rồi. Rồi tiếp theo ở trên thì cũng như em chia sẻ với anh chị trước rồi, em cắt lúc nào cũng cắt 2 mắt, mắt này thì nó chưa lên luôn, đuôi luôn, mắt này thì cũng lên được lá to rồi. 2 mắt tiếp theo em cắt tiếp thì 2 mắt này cũng lên được hai hai cây con. Cái này không phải là bị bệnh nha anh chị nha, cái nốt này nè, cái nốt này không phải là bị bệnh, nốt này là bị sâu nó ăn từ nhỏ nè, lúc ra những cái lá nhỏ là những con sâu nhỏ nó ăn nên nên nó để thành sẹo như vậy á. Còn bị bệnh thì nó sẽ màu nó sẽ khác. Đây là những vết sẹo đó. Thì cái mắt này, 2 mắt này nó ngắn ngắn thôi nhưng mà nó cũng là 2 mắt thì nó cũng lên được 2 cây. Cái thứ nhất đây, đây là cây thứ hai rồi. Còn mắt trên cùng, mắt trên cùng thì yếu nhất, chắc là do rễ ít nhất nhưng mà nó cũng bám chặt trong này, cứng lắm. Mà có vẻ như là rễ nó yếu hơn so với những cái ở dưới thì chắc chắn rồi. Ở dưới nó mọc lâu thì rễ nó ăn ăn xuống đây rất là nhiều. Thì 2 mắt này nó cũng lên được 2 cây. Thì một cái khúc này, một cái khúc tầm 20 tầm 40 phân thì hiện tại là nó lên được tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mắt. 9 mắt nhưng mà mất hết 3 mắt. 3 mắt là nó bị như này, nó không khỏe. Không khỏe này thì tất nhiên là khi mà những cái mắt này nó hút hết thì mắt này nó không lên được, và em cũng không có ý định lách mắt này ra. Sau này cây nó lên dài rồi, em để cho nó dài, nó dài em sẽ làm một chậu lớn. Còn nếu mà muốn tách á, thì nó em cũng phải để 2 mắt gốc lại, 2 mắt gốc lại thì em mới cắt ở trên. Thì cái chậu này lúc nào nó cũng sẽ là một cái chậu lớn. 2 mắt đó nó nếu mà trồng tốt, cái này nếu mà giá thể mà nó lâu á, thì em sẽ thay giá thể, em bón thêm phân cho nó thì rễ của nó giữ được lại rất là ok. Thì 2 cái mắt nếu mà em cắt ở đây á, thì nó sẽ ra thêm cây con nữa, là cái bụi này lúc nào nó cũng lùm xùm hết, nhìn rất là đẹp luôn. Đó là cái cách của em làm, em cách của em nhân giống cái bụi SL Esculeator này. Nó là một cây thuộc họ Mon nha anh chị nha, Monstera. Bây giờ giò của nó đang có
chậu của nó là đang có 6 mầm đang lên, rất là khỏe. Còn đây là cái đầu của nó. Thì qua cái clip này, anh chị nào mà thấy cái cách làm này nó ok thì anh chị cứ áp dụng theo cách này, hoặc là anh chị có cách khác làm nó ok hơn thì anh chị làm theo cách của anh chị thôi. Còn em thấy cách này của em làm cũng khá khá đó, bởi vì cây con nó lên cỡ kia, cái đầu nó ở đây thì em nghĩ nó ok, không có vấn đề gì cả. Dạ, đó là một xíu chia sẻ của em. Anh chị nào thấy hay thì kênh của em hay và bổ ích thì đăng ký kênh ủng hộ em để em có động lực em làm thêm nhiều clip nữa để phục vụ anh chị ạ. Cái này là cây trầu bà thiên đường và này cũng là một cây Montera Adan Formindo và đây Thái con và khá là ok á. Thì Thái con này em cũng có chia sẻ với chị rồi, cách mà em nhân giống tối đa khúc từng khúc một, cái khúc cuối cùng của nó bây giờ đã lên được như này rồi. Vết lỗ này là do sâu ăn á, qua xịt thuốc sâu rồi. Vườn tại vườn em ở đây nó nhiều cỏ anh chị, xung quanh nó là cỏ, em cũng lười xịt thuốc bởi vì chó mèo này nó nít nữa, nó cũng hay ra nó chơi đi vòng vòng chơi nên cũng ngại xịt thuốc lắm. Có điều kiện thì em sẽ làm nhà kính, che kính hết lại hoặc là che lưới kính hết lại thì sẽ hạn chế rất nhiều được sâu bọ. Dạ rồi, nhanh không? Mới bữa nào em chia sẻ với anh chị cái clip nhân giống của nó, bây giờ nó đã được hai lá như này rồi. Em xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những clip sau ạ.